Xin chào, mình là Thanh Uni, một thiên bình. Có lẽ chính vì thế nên cuộc sống của mình khá giống một cán cân. Mình cân bằng từ công việc full time, part time, tập luyện, đi diễn, đi dạy, đi quay. Tất cả đều nhờ quản lý thời gian hợp lý và một chút tăng lực nữa. We don't all have the same 24 hours. Thời gian là một nguồn tài nguyên cố định, nên sử dụng nó như thế nào mới là điều quan trọng. Hãy để mình chia sẻ chiến thuật quản lý thời gian giúp hoàn thành nhiều công việc hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn với ít nỗ lực hơn trong clip của ngày hôm nay nhé. Hello tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, nơi chúng ta sẽ cùng nghiên cứu, chia sẻ và áp dụng kiến thức của sách vào trong cuộc sống. Ngày hôm nay thì mình sẽ không đi chia sẻ với mọi người một quyển sách cụ thể nào cả, mà thay vào đó mình sẽ sử dụng những cái kiến thức, những cái bài học mình đã đúc kết được trong những quyển sách cộng với những cái kinh nghiệm sống, những cái kinh nghiệm làm việc của mình để có thể chia sẻ với mọi người 8 cái tips quản lý thời gian hiệu quả của mình. Mong rằng mọi người có thể áp dụng cái tips này trong cuộc sống của mọi người để mang tới một cái cuộc sống thoải mái, tự do hơn về mặt thời gian. Ok, cùng bắt đầu thôi. Tips đầu tiên, quản lý năng lượng. Bạn đã bao giờ gặp phải tình trạng như sau không nhá? 9 giờ sáng bắt đầu vào làm việc. Điều đầu tiên đó chính là chúng ta mở quyển sách ra. Chúng ta mở quyển sổ ra, viết một cái to-do list dài dằng dặc và nghĩ là ngày hôm nay mình sẽ chiến toàn bộ cái đống này. Lên gân, lên cốt, thể hiện một tinh thần rất là thượng võ. Chỉ cần 5 phút sau: alo em ơi, em check hộ anh cái này nhá. Alo em ơi, cái này làm nhanh nhanh cho anh, cái này gấp cực kỳ luôn. Rồi em ơi, tìm chị đang đợi sếp họp nào, pending, không biết là bao giờ xong, nên là em cố gắng, em đợi tí nhá. Đợi được chút thôi rồi chị sẽ báo lại cho em. Alo, check hộ chị cái này nhanh 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 nhanh. Hoặc đơn giản, chính bạn là người mất tập trung. Check mail, check Zalo, check tin nhắn, check các thể loại tinh tinh. Và cuối cùng, loay hoay một lúc 11 giờ. Chúng ta cứ nghĩ rằng là bản thân chúng ta trì trệ bởi những cái đống to-do list chưa cái nào ra hồn cả, và đổ lỗi cho bản thân rằng chính tôi là người làm lãng phí thời gian. Và chúng ta nghĩ rằng là ngày mai chúng ta sẽ quyết tâm thật là tập trung hơn, nhưng mà chả mấy làm lạ gì khi mà ngày mai vẫn sẽ tương tự tiếp tục như thế. Như thế này này, mình nghĩ rằng cái vấn đề ở đây nó không chỉ dừng lại quản lý thời gian đâu, mà còn là quản lý cái nguồn năng lượng, cái sức lực bên trong của bản thân. Thực chất thì thời gian nó một nguồn tài nguyên cố định, chúng ta được ban phát bằng chằng chặn 24 giờ mỗi ngày, có đúng không nào? Nhưng mà cái năng lượng bên trong thì không hề như thế. Hay nói một cách khác thì nghỉ ngơi chính là một dạng năng suất. Có rất là nhiều những cái nghiên cứu, những cái quyển sách được đưa ra để chứng minh được cái luận điểm này. Và để giới thiệu một cái quyển sách phù hợp thì đây: The Way We Working Isn't Working của Tony Sword. Tựa tiếng Việt là đừng làm việc chăm chỉ, hãy làm việc thông minh. Sở dĩ vì sao mình đưa nguyên tắc quản lý năng lượng này lên đầu, vì những nguyên tắc tiếp theo sẽ follow về vấn đề năng lượng này. Cùng lắng nghe tiếp nhé. Để quản lý thời gian hiệu quả thì chúng ta nhớ ngay tới cái to-do list đúng không nào? Tuy nhiên thì mình còn có một cái quan trọng hơn, đó chính là highlight of the day. Đâu là công việc quan trọng bậc nhất mà bạn phải hoàn thành trong cái ngày hôm đó? Thành thực mà nói thì không phải là ngày nào chúng ta cũng có thể quét sạch toàn bộ những cái đầu mục công việc trong to-do list đúng không nào? Nhưng mà đừng đánh giá bản thân trì trệ nhé, tại vì cái năng lượng của bản thân có hạn như mình đã nói ở trên, cộng với tất cả những cái yếu tố xung quanh tác động vào. Chính vì vậy, hãy chọn ra 1 đến 2 công việc quan trọng nhất trong ngày hôm đấy. Nếu đây là một cái công việc duy nhất mà tôi được hoàn thiện trong ngày hôm nay thì tôi có hài lòng cái ngày hôm đó hay không? Nguyên tắc này thì không chỉ làm cho chúng ta năng suất hơn này, tiết kiệm thời gian, mà còn làm cái ngày hôm đó ý nghĩa hơn rất là nhiều đó. Đây là một cái bài học mà mình đã đúc kết ra được từ quyển sách Make Time, How to Focus on What Matters Every Day của Jack Knapp và John Jaworski. Thứ ba, chia tỷ trọng. Mình nhận ra rằng là con người chúng ta rất là dễ dàng chi phối bởi cái cảm xúc, hay bị quấn theo những cái điều vô cùng nhỏ nhặt, có đúng không nào? Chính vì vậy, cái chìa khóa để dẫn tới cái việc giảm bớt cái sự bận rộn đi, đó chính là hãy ghi nhớ, việc mà chúng ta thiếu thời gian, thực chất là chúng ta không biết đặt cái thứ tự ưu tiên trong công việc ra sao. Trong bảng làm việc tháng của mình, lúc nào mình cũng chia tỷ trọng phần trăm sự tập trung, công sức, thời gian cho đầu mục công việc đó là bao nhiêu. Ví dụ các bạn có thể thấy ở đây, công việc giấy tờ của mình, một công việc mình phải thành thật là mình rất là ghét và mình thường xuyên tăng xông khi làm nó. Nhưng khi định hình tỷ trọng sự tập trung và thời gian 5% cho nó thôi thì mình mới thấy là chả có việc gì phải bỏ nhiều suy nghĩ hay là năng lượng cho nó cả. Không quạo, không quạo. Nói một cách khác, không tiêu tốn năng lượng tiêu cực càng làm cho bản thân tiết kiệm thời gian hơn để làm những cái công việc khác, mang lại năng suất làm việc tốt hơn. Nếu mà chúng ta có 15 tiếng làm việc thì chúng ta sẽ làm đủ 15 tiếng đó. Nhưng nếu chúng ta có việc đột ngột phải rời công ty trong vòng 2 tiếng nữa thì chúng ta sẽ hoàn thành tất cả những công việc trong vòng 2 tiếng. Bạn có tin không?
Quy luật Parkinson thì cho rằng là cái sự quan trọng của một nhiệm vụ hay là cái tính phức tạp của cái công việc đó thì tỷ lệ thuận với cái thời gian mà chúng ta được giao. Đây chính là cái sự thần kỳ của từ deadline đấy. Tức là một số những cái công việc tiêu tốn đến khoảng thời gian ngắn hơn cuối cùng lại cho ra lò những cái chất lượng ngang ngửa, thậm chí là hơn tất cả những công việc mà chúng ta dàn trải, chúng ta lê thê, bởi vì cái sự tập trung cao hơn này, cũng như là cái sự nỗ lực, quyết tâm. Đây là một cái bài học mình đã đúc kết ra được từ quyển sách The 4-Hour Workweek của Tim Ferriss. Quyển sách với mục đích tạo ra lối sống xa xỉ ngay trong thời điểm hiện tại bằng sự tự do về thời gian và sự linh hoạt thiết kế lối sống của một New Rich. Ví dụ như là bản thân mình khi mà mình quay clip YouTube chẳng hạn, thì ngày trước mình quay clip từ đầu tuần, sau đó là mình cứ giàn trải lê thê ra edit giữa tuần, sau đó đến cuối tuần up clip. Thì mình nhận ra rằng là cái khoảng thời gian giữa tuần này 10% là do mình kiểu edit chưa quen, nhưng mà 90% là tại vì mình cứ thích trì trệ và mình bị lê thê, mình bị giàn trải quá. Đó cho nên là cái giải pháp ở đây là mình sẽ không quay từ đầu tuần nữa, mình sẽ để cho quay gần cuối tuần, gần cái deadline mình phải upload cái video, thì cái thời gian edit của mình sẽ rất là tập trung và hiệu quả, rất là nhanh, đánh nhanh thắng nhanh. Sẽ không bao giờ chúng ta có cái chuyện là cắm mặt vào máy tính làm việc hiệu quả từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối đâu, đúng không nào? Tất cả mỗi chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian mà cái nguồn năng lượng cũng như là cái sự tập trung cao độ nhất. Có người là sáng sớm, có người là tối muộn, thậm chí là cái khoảng thời gian này có thể thay đổi theo thời gian nha. Đối với mình, cái khoảng thời gian mà tập trung nhất hiện tại đó chính là sau giờ ngủ trưa. Thì chính vì vậy mình sẽ chọn những cái công việc mà khó nhất, cái công việc mà cần cái sự tập trung, hoặc đơn giản đó là một cái công việc mà mình thích, mình muốn hoàn thiện nó nhanh hơn tất cả những công việc khác chẳng hạn, thì mình sẽ để cái khoảng thời gian mà mình cảm thấy là mình phong độ nhất trong cái ngày hôm đấy. Những cái công việc kém quan trọng hơn như là ở trên mình có đề cập tới là cái công việc giấy tờ, thì nó thứ nhất nó hơi dập khuôn này, và thứ hai là nó không cần sử dụng óc nhiều lắm. Đối với mình thôi, mình không nói tất cả các loại giấy tờ nhé, cái giấy tờ của mình nó không cần liên quan đến óc nhiều lắm, thì mình sẽ để đến gần cuối ngày, tại vì thường thường thì cái nguồn năng lượng của chúng ta sẽ tỷ lệ nghịch với những cái số đầu công việc mà chúng ta hoàn thành trong cái ngày hôm đấy. Cho nên theo mình là đừng để những công việc quá quan trọng vào gần cuối ngày, trừ khi mà nó phát sinh thì chúng ta phải làm thôi, còn lại chúng ta đừng cố gắng sắp xếp nó ở cuối ngày nhé. Đối với mình sẽ có hai kiểu kết hợp công việc cùng một thời điểm. Ví dụ đầu tiên đó chính là không ngừng làm việc ở trong đầu. Ngày của chúng ta có thể kết thúc khi mà chúng ta chấm công. Đấy là một số những cái công việc mà liên quan đến máy móc chẳng hạn. Thì cái công cụ là một cái máy, một cái thiết bị nào đó, thì chúng ta bắt buộc phải đến cái công ty và vận hành cái máy đấy, đúng không? Nhưng đối với bản thân mình là một marketer thì mình phải suy nghĩ, phải sáng tạo khá là nhiều, cho nên là cái công cụ của mình là cái óc. Chính vì vậy mà chúng ta có thể suy nghĩ về cái dự án của chúng ta, về cái ý tưởng của chúng ta khi mà chúng ta đi đường này, khi mà chúng ta nấu cơm này. Cho nên là mình cảm thấy là cứ như là mình làm việc 24/7 cả. Đó chính là một cái sự hữu ích, tiết kiệm thời gian của cái việc multiple job. Cái kiểu kết hợp thứ hai đó chính là cái kiểu basic hơn. Chúng ta sẽ kết hợp nhiều công việc cùng một thời gian. Đối với mình thì mình thường xuyên kết hợp một công việc chán với một công việc rất là hữu ích. Ví dụ như là mình không thích rửa bát thì mình sẽ kèm theo một cái công việc mà mình rất là thích, ví dụ như là mình nghe audiobook chẳng hạn, hoặc là mình nghe YouTube trong cái thời gian mà mình rửa bát đấy. Thì mỗi khi mà đến giờ rửa bát thì tự nhiên mình lại cảm thấy rất là phấn khởi, rất là cảm thấy phơi phới, tại vì mình sẽ được tiếp tục lắng nghe cái audiobook đấy. Cho nên là cũng không hẳn là quá phơi phới, nhưng mà nói chung là rất là hiệu quả trong cái việc tiết kiệm cái khoảng thời gian và quên đi tất cả những cái sự nhàm chán của cái công việc mà mình bắt buộc phải làm, thay thế vào đó là những cái công việc hữu ích hơn, bổ ích hơn. Google hay là YouTube đã trở thành một cái công cụ cho phần lớn tất cả những cái thắc mắc của chúng ta. Tuy nhiên là trong quá trình học hỏi, trong quá trình làm việc thì có một điều đẩy nhanh cái quá trình của chúng ta hơn, đó chính là hỏi đúng người. Khi là một beginner thì chúng ta sẽ có cái xu hướng là tự thân vận động, tức là sẽ tự khám phá ra là cái điều đó vận hành như thế nào. Tuy nhiên là đến một thời điểm khi mà chúng ta muốn review lại, hay là muốn xác định xem là cái tương lai muốn đi theo cái con đường như thế nào, thì hỏi một số những cái người trong cái lĩnh vực đó có cái chuyên môn, không phải là ý kiến tôi đâu. Ví dụ như là bản thân mình khi mà cảm thấy có một thời gian mà cái view YouTube của mình nó bị tụt, thì mình có hỏi một anh chuyên làm về YouTube, thì anh ấy đã giải thích cho mình như thế này. Đấy, nói chung là tất cả những cái điều này nó vô cùng là hữu ích. Đồng thời trong cái thời điểm đó mình cũng có hỏi một người mà chuyên ngành không phải là về YouTube, anh ấy chẳng liên quan gì đến YouTube cả, anh ấy lại đưa ra mình một cái câu trả lời mà mình cảm thấy trấn an bản thân mình rất là nhiều, đó chính là đó. Cho nên là kể cả khi mà hỏi cái người trong lĩnh vực hay là người không nằm trong lĩnh vực, thì mình vẫn có cái câu trả lời riêng cho bản thân. Thực ra là ngày xưa là mình khá là ít hỏi đấy, tại vì mình giấu rốt, đừng nói cho ai nhé, bây giờ mình đỡ rồi, cho nên là mình mới tiết kiệm được thời gian này.
mở đầu bằng một cái tips về năng lượng thì kết thúc mình cũng muốn nhấn mạnh hơn về cái thói quen, về cái kỷ luật mà nghỉ ngơi này. Tại sao lại nói là kỷ luật về nghỉ ngơi, về cái điều này liên quan gì đến cái tiết kiệm thời gian nhỉ? Rút ra từ cái kinh nghiệm xương máu của bản thân thì đừng chỉ nghỉ ngơi khi mà chúng ta đã đến cái giai đoạn kiệt quệ, burn down hay là kiệt sức nhá. Phòng bệnh thì hơn chữa bệnh, mà để đến cái lúc mà chúng ta burn down, chúng ta kiệt sức rồi mới sực nhớ ra là tôi cần phải nghỉ ngơi. Lúc đấy mà còn nghỉ ngơi nữa thì cũng không hiệu quả, không tác dụng lắm đâu, và càng làm cho cái khoảng thời gian phục hồi của chúng ta lâu hơn nữa. Cần phải kỷ luật cho sự nghỉ ngơi, làm việc nhiều đến mấy thì nghỉ ngơi cũng phải song hành. Ok, và đó là 8 tips mình đã quản lý cái khoảng thời gian của mình, mang đến một cuộc sống thoải mái hơn, tự do hơn và hạnh phúc hơn. Mọi người không ai hoàn hảo cả. Kể cả khi mà mình chia sẻ tất cả những tips này, có những ngày đối với mình cũng phát điên lên được. Mình cảm thấy là mình cần nhiều hơn là 24 tiếng, và mình thường hay đổ lỗi cho bản thân là ôi tôi không làm hết những cái to-do list, ôi tôi không thể hoàn thành hết tất cả những công việc mà tôi đặt ra. Thì mình nghĩ rằng đây là một cái mô hình chung của tất cả chúng ta trong cái thời đại nó quá bận rộn như thế này. Cái điều quan trọng đó chính là thỉnh thoảng chúng ta ngồi lại, chúng ta review, chúng ta định hướng xem là một số những cái chiến thuật sắp tới chúng ta sẽ áp dụng cho cái công việc này để có thể giảm tải những cái áp lực của bản thân là gì. Đừng quá lo lắng, và rất mong rằng là 8 tips ở trên có thể phần nào giúp mọi người quản lý thời gian một cách hiệu quả hơn nhá. Mình sẽ gặp lại các bạn sớm thôi, bye bye.